Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Đêm nay, mọi sự chú ý của bóng đá châu Âu sẽ đổ dồn về sân Atatürk, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan. Sân chơi danh giá nhất của lục địa già sẽ xuất hiện tân vương hay chứng kiến sự trở lại của người Italia. Chúng tôi dám cá rằng phần đông sẽ lựa chọn đáp án số 1. Thực ra không phải tới thời điểm này, ngay từ khi Champions League 2022-2023 chưa khai cuộc, Man City đã được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngược lại, không nhiều người dám tin rằng Inter Milan sẽ vượt qua vòng bảng khi đụng độ hai đối thủ sưng sỏ là Barca và Bayern Munich. Với nhiều người, đây là trận chung kết Champions League chênh lệch nhất sau nhiều năm. Xét về tương quan lực lượng, Man City được đánh giá vượt trội hơn hẳn với đội hình trị giá khoảng 1,05 tỷ euro, gấp gần 2 lần so với Inter Milan. Trong khi Pep Guardiola sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở mỗi vị trí thì Inter Milan lại phải xây dựng đội hình chắp vá với nhiều tên tuổi từng được coi là hết thời ở Premier League như Damia, Deco hay Lukaku. Trên hành trình tiến tới Istanbul, Man City cũng gây ấn tượng mạnh khi vượt qua hai đối thủ sưng sỏ là Bayern Munich và Real Madrid. Hai đội bóng đã sở hữu hơn 20 chức vô địch Champions League. Trong khi đó, Inter Milan ít nhiều đã may mắn khi chỉ gặp được các đối thủ vừa sức như Porto, Benfica hay AC Milan. Tuy nhiên không phải vì thế mà phủ nhận khả năng của Inter Milan. Đoàn quân áo xanh đen không thể cạnh tranh chức vô địch Serie A nhưng lại thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở các sân chơi đấu cúp. Bằng chứng là họ đã vô địch Coppa America, giành siêu cúp Italia và tiến đến trận cuối cùng ở giải Champions League. Đây mới chỉ là lần thứ hai Man City góp mặt ở chung kết Champions League. Còn Inter Milan, họ đã 5 lần tiến tới trận đấu cuối cùng ở sân chơi số 1 châu Âu trước đây. Kết quả Nerazzurri đã 3 lần giành chức vô địch năm 1964, 1965 và 2010. Đây cũng là đội bóng Italia gần nhất đăng quang đấu trường Champions League. Vì vậy, ở trận chiến đêm nay, thầy trò Simone Inzaghi sẽ nhận được sự cổ vũ từ xứ sở mì ống. Ngoài yếu tố thuộc về lịch sử, Man City hoàn toàn vượt trội Inter Milan. Tuy nhiên, trước trận chiến tại Atatürk, Pep Guardiola rất thận trọng bởi ông đã quá nhiều lần nếm trái đắng. Bài học cách đây 2 năm vẫn còn mới so với Man City khi họ để thua Chelsea ở trận chung kết Champions League. Ở trận đấu đó, The Citizen áp đảo và được đánh giá vượt trội nhưng lại thất bại theo kịch bản khó hiểu. Truyền thông Anh từng nhiều lần chỉ trích Pep Guardiola vì những thay đổi không đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng ai dám chắc nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ không tạo nên những bất ngờ nào đó về mặt chiến thuật ở trận đấu đêm nay. Nếu Man City thắng, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất, còn không thì sẽ ngược lại. Pep Guardiola thường điều chỉnh ở những trận đấu quan trọng vì luôn coi đội bóng của mình là đội không hoàn hảo và lo ngại sẽ bị đối thủ bắt bài. Nhưng đôi khi sự phức tạp chưa hẳn đã là tốt. Man City chỉ cần duy trì sức mạnh hiện tại, họ đã là tập thể gần như không có đối thủ. Bằng chứng là họ đã thống trị cả nước Anh mùa này với hai danh hiệu lớn nhất là Premier League và FA Cup. Nhưng trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, đặc biệt là những trận chung kết. Pep Guardiola từng không thể có lý giải nổi tại sao Man City lại thua Chelsea cách đây 2 năm. Ông cũng đã trải qua 12 năm chưa thể tìm ra nghiệm đúng cho bài toán ở sân chơi số 1 châu Âu kể từ lần cuối lên ngôi cùng Barca năm 2011. Sự vô duyên của Pep Guardiola và Man City mang lại hy vọng ít nhiều cho Inter Milan. Khác với Man City, thầy trò Simone Inzaghi không phải chịu quá nhiều áp lực bởi tấm vé đến Istanbul đã là thành công ngoài mong đợi của họ. Chưa kể những người Italia vẫn luôn biết cách tạo nên bất ngờ ở thời điểm bị đánh giá thấp nhất. Về lối chơi, Inter Milan đã đạt độ nhuần nhuyễn ở giai đoạn cuối cùng của mùa giải với nền tảng 3-5-2. Bằng chứng là họ đã thắng 11 trên 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Ngoài ra, Nerazzurri còn có điểm tựa khác là huấn luyện viên Simone Inzaghi, người được ví von là vua đá chung kết khi thắng 7 trên 8 trận cúp vô địch trong sự nghiệp cầm quân. Gặp đối thủ như vậy, Pep Guardiola có lý do để thận trọng. Nhưng nói gì thì nói, với vị thế kẻ mạnh, Man City nắm trong tay quyền định đoạt của trận chung kết. Họ hơn hẳn Inter Milan về mọi mặt, về con người cũng như ngôi sao. Chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu. Chưa kể Man City ở mùa này đã trở nên cân bằng hơn rất nhiều giữa tấn công và phòng ngự. Không dễ để Inter Milan có thể áp dụng lối đấu tương tự như Chelsea cách đây 2 năm. Man City đã tiến tới những ngưỡng của thiên đường. Không chỉ là chức vô địch Champions League lần đầu tiên mà còn là cú ăn ba lịch sử. Thật khó để Pep Guardiola từ chối cơ hội như vậy. Vào đêm nay rạng sáng ngày mai lúc 2 giờ ngày 11 tháng 6 trên sân Atatürk Istanbul, chung kết Champions League Man City và Inter Milan. Lực lượng Man City khả năng ra sân của Kenny Walker còn bỏ ngỏ. Về đội hình của Inter Milan, khả năng ra sân của Henrik Mkhitaryan và Joaquin Correa còn bỏ ngỏ. Về phong độ đối đầu, Man City chỉ thua 1 trên 27 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
thắng 21, hòa 5 và thua 1. Ở Champions League mùa này, thầy trò Pep Guardiola vẫn đang bất bại, thắng 7, hòa 5. Inter Milan thắng 11 trên 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Ở Champions League mùa này, Nerazzurri chỉ để thua 2 trận, thắng 7, hòa 3 và thua 2. Hai đội chưa từng gặp nhau ở Cúp châu Âu trong quá khứ. Dự đoán tỷ số sẽ là chiến thắng nghiêng về Man City với tỷ số là 2-0. Còn các bạn nghĩ sao về tỷ số này? Hãy comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và đây cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.